Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Mẹ Vân Quang Long, trước khi mất, con trò chuyện với tôi mỗi ngày. Cha mẹ nam ca sĩ xúc động kể về những ngày cuối đời cùng tâm nguyện của con trai, Vân Quang Long luôn canh cảnh trong lòng nỗi nhớ cha mẹ, vợ con. Sáng ngày 1 tháng 1, lễ tang Vân Quang Long được tổ chức tại chùa Giác Ngộ, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, người bạn đồng nghiệp thân thiết với cựu thành viên nhóm 1088 đã đến thắp hương như ưng hoàng phúc kim cương việt hương lương gia huy dương ngọc thái lời tâm sự của vân quang long trước khi qua đời trong lễ tang người thân của vân quang long ưng hoàng phúc nhiều lần bật khóc khi nhắc về ca sĩ quá cố trong ký ức của mọi người nam ca sĩ là một người sống chan hòa cởi mở và hài hước vui tính thay mặt gia đình cha của Vân quang long gửi lời cảm tạ chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới vợ chồng ca sĩ ưng hoàng phúc hàn thay tú vợ chồng nghệ sĩ việt Hương, cùng nhiều đồng nghiệp khác của long mọi người đã hỗ trợ chung tay cùng gia đình vượt qua điểm khó khăn này để đưa con về với đất mẹ ông nói ông cũng tiết lộ về tâm thư nguyện vọng của con trai những ngày cuối đời ông cho hay gia đình quá đau đớn khi mất con suốt thời gian qua con thường gọi điện về trò chuyện cùng gia đình luôn căn cắn trong lòng việc ở xa không thể chăm sóc cha mẹ, các con, Long nói với cậu ruột rằng, hối tiếc vì có lỗi với Ái Vân nhiều, không ngờ đây là lời tranh trối cuối cùng của con trai trước khi đột quỵ. Ông cho biết thêm, mọi khâu trong tang lễ của con tôi đều do Ái Vân lo liệu, sau khi hài cốt con được đưa về nước, con sẽ an táng tại quê nhà tỉnh Đồng Tháp. Chót xa khi người đầu bạc khóc kẻ đầu xanh. Cũng trong lễ tang, bà Tư, mẹ Vân Quang Long chia sẻ về con trai trong sự nghẹn ngào. Bà nói, kẻ đầu bạc phải khóc cho người đầu xanh, gia đình quá xót xa, con tôi ra đi quá sớm, nhiều ước mơ, hoài bão, chưa thực hiện được. Những ngày qua, tôi phải nén nỗi đau trong lòng. Bà kể, mỗi tối đều trò chuyện với con trai qua mạng rồi. Từ khi Vân Quang Long mất, bà cảm thấy hụt hẳn, trong vắng. Hai mẹ con hay tâm sự, con trò chuyện với tôi mỗi ngày, nhưng bây giờ tôi mở điện thoại sẽ nói chuyện với ai, không còn ai để nói nữa rồi. Lúc trước con xa mình, nhưng trong xa lại có sự gần, bởi vì mình muốn nói chuyện gì chỉ cần mở điện thoại là mẹ con gặp nhau. Giờ đây chúng tôi phải xa con vần viễn, không bao giờ còn gặp lại nữa, bà tâm sự. Nói về quyết định đưa hai cốt con trai về nước, bà nói, thật sự gia đình muốn đưa thi hài của Vân Quang Long về, nhưng thời điểm này dịch Covid-19 phức tạp ở hai nước, tại tỉnh Đồng Tháp có huyện đang cách ly, do đó chúng tôi phải nghĩ tới cộng đồng, chúng tôi cho rằng không thể vì con mình đi ảnh hưởng đến cộng đồng, con trai ra đi ai mà không muốn nhận mặt lần cuối, nhưng vì hoàn cảnh tôi đành nhận tro cốt của con về, đợi người từ cát bụi lại trở về cát bụi cập nhật tang lễ nghệ sĩ Vân Quang Long lâm trường lặng lẽ đến viếng rơi nước mắt với hình ảnh các con của cố nghệ sĩ chắp tay cảm ơn từng người. Hôm nay ngày 1 tháng 1, người hâm mộ và bạn bè nghệ sĩ đã đến thắp hương và nói lời tiễn biệt cố nghệ sĩ Vân Quang Long tại chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 1 tháng 1, Tang lễ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long ở Việt Nam đã diễn ra tại chùa Giác Ngộ, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Theo có phó, lễ cầu siêu và thọ tang sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ 30 đến 10 giờ 40 ngày 1 tháng 1 năm 2021. Lễ viếng diễn ra vào 10 giờ 45 đến 13 giờ cùng ngày. Cẩm Ly đến viếng cố nghệ sĩ Vân Quang Long, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể thấy nữ ca sĩ vẫn khá buồn bã. Lâm Trường không giấu được sự buồn bã khi đến viếng lễ tang đồng nghiệp. Lâm Trường và Vân Quang Long là những bầu trời tuổi thơ của thế hệ ta mất chính đất nơi đầu. Ưng ừ Hoàng Phúc và Dương Ngọc Thái bật khóc khi hát tiễn biệt bản thân trong tang lễ. Con gái cả vừa đàn vừa hát ca khúc, ba kể con nghe giữa chừng thì khóc nghẹn, không thành lời khiến ai cũng xót thương. Việt Thương, Ưng Hoàng Phúc và gian nghệ sĩ bật khóc vì quá đau buồn. Bố Vân Quang Long nghẹn ngào chia sẻ về lời tranh rỗi cuối đời của con trai. Con thường xuyên gọi về với cha mẹ, bố mẹ luôn căn cản trong lòng vì không thể chăm sóc con được. Qua lời kể của cậu Tâm trước khi mất, con đã có những lời nói rất buồn, làm khó vợ con hơn 20 năm, bây giờ con nhớ vợ nhớ con quá mà không làm gì được. Không ngờ đây là lời tranh trối cuối cùng của con trai tôi trước khi qua đời bố Vân Quang Long xót xa chia sẻ lại. 10 giờ 40 lễ cầu siêu và thọ tang kết thúc, vợ cố nghệ sĩ bật khóc nước nở, hình ảnh ba con cùng mặc áo dài trắng đổi khăn chịu tang bố khiến ai nấy đều xót xa. Bố mẹ vợ cùng ba con thất thần trong lễ tang của Vân Quang Long. Buổi lễ đã được diễn ra vào sáng hôm nay và mọi người từ quê nhà đã lên thành phố từ sớm để cùng thực hiện nghi thức cầu siêu. Sáng nay ngày 1 tháng 1, mọi người cùng nhau thực hiện nghi thức tưởng niệm cầu siêu tang lễ cho cố nghệ sĩ Vân Quang Long tại một ngôi chùa ở quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Bố mẹ vợ cùng ba con của anh đã bật khóc thất thần vì thương nhớ nam ca sĩ. Hiện tại thi thể của Vân Quang Long không thể đưa về nước trong tình hình dịch bệnh. Chính lẽ đó mà sau này chỉ còn tro cốt sau khi hỏa tiêu tại Mỹ sẽ được mọi người mang về. Ngay lúc này đây tại quê nhà, dù không có quan tài nhưng ưng Hoàng Phúc và gia đình vẫn thực hiện đám tang lễ viếng để mọi người có thể tưởng niệm ăn lần cuối. Vào khoảng 9 giờ sáng nay, buổi lễ bắt đầu. Theo đó, gia đình gồm bố mẹ, vợ con đã từ quê nhà Đồng Tháp lên từ sớm. Ai cũng trong tâm trạng thất thần, không muốn chia sẻ quá nhiều trước sự việc đáng tiếc này. Các đồng nghiệp cầu siêu Vì lễ này chỉ dành cho người trong gia đình và các đồng nghiệp thân thiết, nên khu vực hàng ghế chỉ xuất hiện vợ chồng ưng Hoàng Phúc, vợ chồng Dương Ngọc Thái. Dù đang mang thai nhưng bà xã An Ba Đò vẫn đến đây để đọc kinh cầu nguyện cho một đồng nghiệp người ăn thân thiết. Hiện tại sau lễ cầu siêu sẽ là thời gian thăm viếng của các đồng nghiệp vì đang trong thời gian dịch bệnh nên mọi thứ chỉ gói gọn vài tiếng đồng hồ, đến 13 giờ chiều nay sẽ kết thúc. Thông tin lễ tang tại Mỹ, nếu như ở quê nhà ưng hoàng phúc thay mặt gia đình thực hiện nghi lễ thì tại nước ngoài sẽ do Hàn thơi Tú đảm trách. Các thông tin đều được mọi người chia sẻ cụ thể trên mạng xôi để ai có thể đi sẽ đến tiễn biệt anh lần cuối. Đám tang ở Mỹ sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 11 giờ sáng đến 9 giờ tối, từ thứ Bảy ngày 2 tháng 1 năm 2021, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối vào ngày Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2021, từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa thứ Hai ngày 3 tháng 1 năm 2021, lễ hỏa táng sẽ được diễn ra lúc 12 giờ 45 ngày 3 tháng 1. Cập nhật tang lễ nghệ sĩ Vân Quang Long, bố Vân Quang Long chia sẻ về lời tranh trối cuối đời của cố nghệ sĩ Các con khóc nấc khi hát rong tang lễ bố. Hôm nay ngày 1 tháng 1, người hâm mộ và bạn bè nghệ sĩ đã đến thắp hương và nói lời tiễn biệt cố nghệ sĩ Vân Quang Long tại chùa Giác Ngộ Thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 1 tháng 1, tang lễ của cố nghệ sĩ Vân Quang Long ở Việt Nam đã diễn ra tại chùa Giác Ngộ, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo ca phó, lễ cầu siêu và thỏ tang sẽ diễn ra vào lúc 9h30 đến 10h40 ngày 1 tháng 1 năm 2021. Lễ viếng sẽ diễn ra vào 10h45 đến 13h cùng ngày. Bố Vân Quang Long nghẹn ngào chia sẻ về lời tranh trối cuối đời của con trai. Con thường xuyên gọi về với cha mẹ, bố mẹ luôn căn cánh can trong lòng vì không thể chăm sóc con được qua lời kể của cậu Tâm trước khi con mắt đã có những lời nói rất buồn, làm khó vợ con hơn 20 năm, bây giờ con nhớ vợ con quá mà không làm gì được. Không ngờ đây là lời tranh trối cuối cùng của con trai tôi trước khi qua đời, bố Vân Quang Long xót xa chia sẻ lại. 10 giờ 40 lễ cầu siêu và thọ tang kết thúc, vợ cố nghệ sĩ bật khóc nước nở. Hình ảnh ba con cùng mặc áo trắng đổi khăn tang 10 giờ 40 lễ cầu siêu và thọ thang kết thúc vợ cố nghệ sĩ bật khóc nước nở. Hình ảnh ba con cùng mặc áo trắng đổi khăn chịu tang bố khiến ai nấy đều xót xa. Vợ cũ cố nghệ sĩ buồn bã hai con đau lòng ôm di ảnh của bố. 10 giờ 30 vợ cố nghệ sĩ Vân Quang Long xuất hiện với đôi mắt sương húp, con thơ khóc không chịu đeo khăn tang. Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và vợ chồng ca sĩ Dương Ngọc Thái cùng đọc kinh cầu siêu, siêu mộc kim cương bật khóc vì quá đau buồn. 9 giờ 30 lễ cầu siêu đã diễn ra trong không khí tang thương. Theo ghi nhận từ hiện trường, có khá nhiều người hâm mộ và trêm xuất hiện tại cửa ra vào của chùa.